Yeah. Khoác ba lô vào đến nơi xô bồ ta vô lo. Bạn thì có gì, tôi chẳng có gì ngoài giấc mơ to. Nhìn bầu trời đầy sao, được tòa nhà cao tầng ta mang bao nhiêu hoài bão để thấy tuổi trẻ này đang ra ra sao. Nơi phố thị xa hoa cho tôi gặp người, quả ngọt trái đắng nước mắt nụ cười. Lần đầu thật lắm thắc mắc và mình cũng chẳng biết chắc lòng sẽ thật đau khi mất một người như thế. Trưởng thành hơn chính ta hôm qua, nhận ra thanh xuân năm ấy là vô giá. Mình sẽ viết lên một trang sách mới, vì cứ bước đi rồi mai sẽ tới. Bằng những bước chân trên con đường dài này. Sao rồi? Đỡ chưa ông? Nhìn quải thì chứ. Ê, mà tôi nói thiệt với ông nha. Tính sao đi, thuê người thêm đi. Chứ làm gì không ổn đâu. Cứ vậy hoài, tụi tôi ngẫm theo ông luôn á. Hay là bây giờ ông đợi hẳn 2-3 tháng vậy đi, nghỉ cho nó khỏe. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, còn nhiêu để mình tôi lo được. Dám à? Giờ ông muốn gì? Giờ thuê thêm người khác cũng không chịu, giờ ngày cũng không chịu. Giờ ông muốn bảo tôi vô bệnh viện nằm chung nhau đúng không? Nhỏ này, nó xui. Mà tôi thấy ông lì ghê á Kiên, ai cũng lo cho ông hết á. Với lại phương án nào cũng được hết á. Ông tính toán rồi lựa chọn kỹ đi. Một là mướn người, hai là dời lại đi. Vậy cho nó chắc. Tôi thấy mọi người nói đúng á. Ý kiến của một người thì chỉ là ý kiến chủ quan thôi. Còn đây ai cũng nói như vậy. Ông mình cân nhắc lại đi. Giờ muốn xen vô chuyện quán của tôi nữa đúng không? Thôi, tôi thấy ông cũng đỡ đỡ rồi đó. Thôi chắc tụi mình đi về đi, lo chỗ quán nữa. Để hôm nay tôi lại được canh ổng cho. Thôi mọi người về đi, mọi người mệt rồi. Để tôi lo cho ông nha. Về đi, yên tâm. Nghỉ ngơi đi nha. Tôi cũng không muốn xen vào việc của ông đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là ông cần làm rõ lý do và tự hỏi bản thân xem cả hai cách đó có giải quyết được vấn đề hay không. Ngày khai trương của tôi cũng giống như ngày tốt nghiệp của ông vậy đó. Tôi có hẹn với những người rất quan trọng. Vậy ông có tính thuê người không? Ông cũng không muốn nhìn thấy Linh, Nga hay Hùng bị bệnh mà. Sức người có hạn, không phải chuyện gì chỉ cần cố là cố được đâu. Thật sự thì còn tiền đâu mà thuê. Giờ ông đã bàn lại với mọi người chưa? Không phải nói chứ. Cái tốt đẹp gì đâu mà nói. Nói ra tinh thần mọi người lại đi xuống nữa. Đây là việc nhỏ, phải tự mình khai mà được. Việc của quán là việc chung và mọi người cũng có quyền biết việc này. Vậy là hết tiền hả? Người nhất định phải khai trương ngày 15 hay gì? Cha nội kìa, còn tiền không? Tiền đâu ra mà còn nữa. Nhìn gì? Nhìn gì? Giờ chỉ còn mình bà là còn tiền thôi á. Tôi còn tiền tôi chết liền á, hết sạch rồi. Thiệt, hết tiện ngồi đừng có nhịn nữa. Không có chắc không đó kìa.
chặt cái nhà. Chứ gia tài tôi còn có nhiêu đó rồi á. Mọi người cứ tin ở tôi. Chú giờ đi làm chú vui thôi, mỗi ca chú làm 4 tiếng. Dạ em muốn lương cao, với lại phúc lợi tốt á. Dạ, bên em cần tuyển người trẻ chút. Vậy hả? Không tăng ca. Chú làm 4 tiếng. Thời buổi nhưng mà kiếm nhân viên khó khăn dữ trời. Dạ, quán mình có tuyển nhân viên phải không ạ? Tôi là Khải, 20 tuổi. Tôi là Kiên, 25. Kiên xịn lắm, được lòng khách lắm. Ủa, anh Kiên, món này á, đợt trước anh bán xe nước chạy lắm á. Táo em cắt ra rồi nhớ là ép liền nha, chứ để ở ngoài lâu á sợ nó bị hở gió, sẫm màu đổi vị luôn đó. Dạ em nhớ rồi. Cái vỏ nó có tinh dầu nhiều lắm, cho nên là đừng có ép sát tay quá, ép nhẹ thôi, là nó kém nguyên chất, cho nên là không có đường nha. Tính ra không bỏ đường mà uống vừa vị lắm luôn á anh. Y chang như lời chị nói luôn á. Em sẽ phép uống hết nha. Ê, mà sao nghỉ bên kia vậy? Không, đợt trước là em đi thực tập, xong rồi em có xin ông chủ làm ca đêm, ổng không cho, thì em nghỉ luôn. Xong giờ qua đây em xin làm ca tối nha. Mà anh Kiên, anh có biết bây giờ anh đối với em giống như một cái tượng đài á. Mới không gặp anh đây thôi mà giờ anh mở nguyên cái tiệm bự cho báo. Đó là bước đầu thôi. Thành công hay không á là do mọi người rồi đó. Anh yên tâm, có em ở tiệm này hả là phất lên liền. Mạnh Kiên à? Hồ sơ giấy tờ đồ này nọ của cái tiệm này á, anh làm xong hết chưa? Anh không làm xong nữa anh bị dịnh liền á. Tôi biết rồi ông ơi, vô làm thử đi nè. Trời ơi, nhìn em nè. Bức tường này lên vẽ như cái kinh chứ sợ. Đẹp quá ha. Dạ. Còn gì không ba giúp cho? Dạ, xong hết rồi ba. Vậy hả? Mà sao không thấy ai tới hả? Không sao đâu, cứ từ từ đi. Còn sớm mà. Anh Kiên ơi, có khách tới. Tới, 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 tới. Anh Hùng. Ủa, Kiều. Sao đem qua bằng mắt anh trước? Ủa, hôm nay khai trương á, bình tĩnh đi. Khai trương thì sao? Tôi không có thích mấy đứa ăn cắp bước vào quán. Ủa mà ai mà kìa, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cãi lộn nhau vậy? Con nhỏ này lần trước nó ăn cắp bài thi của nhóm tụi con. Mấy cái đồ mất dạy gì á, con không thích tiếp. Làm gì mà căng quá vậy? Tôi cũng được mời chứ bộ. Ai mời? Tôi mời á. Tôi biết mẹ Kiều có được đi xin tài trợ, sẵn tiện mời Kiều luôn. Ờ, à, với lại Kiều cũng là khách mời của tôi á. À, bớt ồn ào đi nha. Kiều, sao con mời Kiều tới mà con không nói cho ba biết trước vậy? Cái thằng... Mà quán vắng quá vậy? Chưa tới giờ. Sao nhân viên gì mà nói chuyện hách dịch với khách quá vậy? Bộ chị coi thường em không có tiền trả hả? Coi thường là còn nhẹ đó. Tôi chưa đuổi cô ra khỏi quán là may à. Chị nói gì vậy? Em có ý tốt, tới chúc mừng khai trương, còn mang cả hoa nữa. Chị nhận nha, khai trương hồng phát. Thôi để chị nhận cho. Không được,
em muốn chị Nga nhận để bày tỏ lòng thành của em. Qua nhận đi bạn. Nói không mà. Đúng rồi đó con, qua mừng nhận đi. Rồi có chuyện gì chị em ngồi nhau nói chuyện nha. Mà chị thả tay ra. Ê, nãy giờ tôi chưa có đụng vô vỏ qua ông mày luôn nha. Mày cố tình buông tay ra đúng không? Chị nói cái gì vậy? Em có ý tốt đem hoa tới đây chúc mừng, mà chị không nhận chị buông tay ra. Giờ bể hết trơn rồi. Khai chưa mà đổ bể ra xui lắm đó. Mày biết mấy hả? Không có bây giờ tới đàng hoàng đâu. Hôm nay tính này đây vỏ tròn hay gì mà vỏ tròn thế nào hả? Bắt đầu giả tạo ra. Thôi, cho bắt ngang đi. Chúng thấy thật. Vui mà, từ từ rồi nói chuyện với nhau. Bà Nga, bà sao vậy? Người ta tới người ta có ý tặng hoa cho mình đó mà. Giờ muốn bệnh nó luôn đúng không? Bạn bè nó không tin hay gì? Thôi mà mấy đứa cho chú xin đi, đừng có gây gỗ cãi lộn nhau nữa, hôm nay là ngày khai trương. Đó, nãy giờ chú đứng chú thấy đó. Nãy giờ tự nhiên Nga tự làm lố lên nè. Chứ bạn gái con đâu có làm cái gì đâu. Ai bạn gái? Em với anh Hùng quen nhau từ lâu rồi. Từ lúc trước khi cuộc thi lận. Bộ anh không nói cho mọi người biết hả? À, quen từ trước lúc cuộc thi diễn ra luôn rồi. Vậy là cái bài mà nó ăn cắp của nhóm mình á là do ông tiếp tay giúp nó đúng không? Ê, đúng không? Bà đừng nói chuyện bậy bạ nha. Đúng hết rồi. Thôi mà, cái chuyện gì bình tĩnh rồi từ từ ngồi xuống nói chuyện với nhau mà. Bỏ đi nghe. Chuyện cũng lâu rồi mà. Hồi đó mình cũng đâu có bằng chứng đâu. Chị là không có bằng chứng để đi chứng minh với người khác thôi. Chứ nó ăn cắp bài mình ai cũng biết hết trơn á. Thôi được rồi đó. Dù sao cũng là bạn mình mà. Tôi nói thiệt nha. Giờ hả, một ông á thì là bồ của đứa ăn cắp. Còn một ông á thì đi binh giật cái đứa ăn cắp. Quán xá chưa có khách gì hết trơn á. Âm binh cô hồn vô mà. Mệt. Bỏ ra. Em xin lỗi. Em không biết có sự xuất hiện của em khiến mọi người bất hòa. Thôi con, không có chuyện gì đâu. Nhắm được mắt đi. Bà vừa phải thôi nghe. Hôm nay là ngày khai trương đó. Bà tính phá nát cái quán này hả? Ê, tôi chưa đụng vô cọng lông của nó à nha. Thôi. Chị. Sao chị đứng đây mà không đi vào trong? À, thôi, mình cùng nhau vô trong nha. Dạ. Đi chị. Nãy giờ tôi nhịn bà hơi bị nhiều đó. Cái gì cũng phải vừa phải phải chứ. Cái giờ không nhịn tính làm cái gì không ăn thôi đủ hả? Thôi con, đi. Chú xin mà, chú xin hai đứa luôn á. Con xin lỗi chú nhưng mà chuyện này của tụi con để tụi con giải quyết đi chú. Nè tôi nói không biết nha, hôm nay con có làm rõ chuyện này á, tôi không bỏ được con ta nữa được chứ. Rồi, đánh tính nhau sao vậy? Không nói thôi kìa, có gì giải quyết sau đi. Con, sao con lại lớn tiếng với bạn vậy? Hôm nay là ngày khai trương, con làm như vậy á, con có biết là không tốt không con? Dạ, con Thu mới tới, không có gì đâu con, hiểu lầm thôi à. Mẹ, mẹ nói mẹ bận mẹ không tới được mà. Thì mẹ cũng nhận được thiệp mời cho nên mẹ tới chúc mừng khai trương. Hai người chọn nước đi. Hôm nay quán con có nhiều khuyến mại lắm. Đâu, đưa cô coi. Nhiều món ngon lắm mẹ. Nè, toàn bộ hết cái này. Cái này nữa, con làm cho cô á, mỗi loại 3 ly, gửi đến công ty cho cô. Cô đãi nhân viên. À, con nhớ bỏ địa chỉ của quán con vô nghe chưa? Để mọi người biết địa chỉ mà ủng hộ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, con mời hai cô uống nước. Cô cảm ơn.
con để nó đi, tí nữa cô dùng ha. À dạ, dạ dạ cô. Dạ dạ cô. À, cô không muốn cảm ơn con. À dạ. À, chú. Để con. À, thôi Khải, để bên đây đi. Để bên đó đem. Để trên bàn nha. À vậy xin phép bên chú. Cái thằng à, thôi mọi người cùng ra ngoài chụp tấm hình làm kỷ niệm. Mời anh với chị mình cùng tụi nhỏ chụp tấm hình kỷ niệm nha. À, thôi chắc là mọi người đi chụp đi, lớn tuổi rồi. Chú, ta chụp hình người con gái vui kỷ niệm. Dạ chú. Đi nè con, mình đi. Dạ. Chúc khai trương hồng phát. Dạ không cần đâu, cô tới là vui rồi. Ủa, mẹ tới chúc mừng Thiện không vậy? Thì mẹ tới coi coi quán nó làm ăn được không, nhưng mà mẹ thấy nó cũng vắng quá. Thêm con mới quậy cho một trận nữa. Rồi, bây giờ là còn thiếu ai không? Tự hình đầy đủ chưa? Hai đứa. Dạ, chuẩn bị nha, chuẩn bị chụp hình nha. Đây. Xích vô con. Đó, con cơm vô. Dạ, chị về. Mình về thôi con. Mẹ về trước nha con. Dạ. Kiên à, hai đứa con ráng kinh doanh. Kinh doanh thời buổi này phải kiên trì. Không phải là mở ra là có khách được đâu. Quan trọng là mình phải cố gắng nha. Dạ, chú Thắm với mẹ con về nha. Dạ, chào chú. Rồi, chào mẹ con. Chào ông Hiếu. Dạ. Xuất viện về chưa được bao lâu á, sao em đi ngủ sớm đi, cô điện thoại hoài không tốt đâu con, mai còn đi bán nữa. Thì ông ấy ba ở đây luôn với con đi, để quản con luôn. Không có được, ba phải về dưới, nhà cửa giường tường không ai coi hết trơn á, giờ hàng xóm hoài đâu có được con, kỳ lắm. Ba, ba thấy sao? Thì ba thấy quán con cũng tốt á. Thức uống ngon, khách tới uống thì mới đầu ít thôi, nhưng mà họ sẽ giới thiệu nhiều khách nữa. Từ 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 quán con cũng sẽ đông thôi. Không, ý con là ba gặp lại mẹ, ba thấy sao? Vì con biết là ba với mẹ với Kiều đâu có nhiều cơ hội để gặp nhau khoảng cách gần như vậy đâu. Mặc dù gần đó, nhưng ba thấy vẫn còn xa lắm con. Xa là xa sao ba? Xa lạ đó. Con xin lỗi, tại con nghĩ không có dịp nào tốt hơn dịp này, cho nên cái đầu con nghĩ gì vậy? Giờ ba hỏi con nè, cái lúc mà con mới bị thương ở trên đầu á, con đau lắm đúng không? Và bây giờ con thấy không, bớt đau nhiều. Rồi ít bữa nữa cũng sẽ hết thôi.
sao người yêu gọi anh ra cà phê có chuyện gì vậy? Em tính mua cho mẹ anh ít đồ mà không biết là mẹ anh thích gì. Anh có biết là mẹ anh thích gì không? Cái gì vậy? Đừng nói với em là anh không biết đó nha. Nhưng mà anh biết của người biết nè. Trời ơi, anh tệ thì luôn anh Hùng. Anh gọi cho ai vậy? Dạ, chú Tám ơi, chú Tám cho anh hỏi là chú Tám biết mẹ con thích cái gì không vậy? Mẹ ơi, con vô nha. Vô đi con. Mẹ, nghĩ tay xíu đi mẹ. Ăn cơm đi mẹ, con ăn cho mẹ nè. Chà, hôm nay con trai của mẹ có hiếu dữ. Mang cơm đến cho mẹ ăn nữa. Mệt mẻ quá, chọc con hoài à. Cái này thiệt ra là không phải là con mua, mà bạn gái con nấu cho mẹ đó. Bạn gái? Dạ, đó, mẹ coi đi. Cái này là hôm bữa con với bạn con á đi ăn chay cái quán mà con với mẹ hay đi á. Rồi Kiều biết là mẹ thích ăn đồ ăn chay nè, với lại cũng không có thời gian nên hay bỏ bữa, nên Kiều mới nấu xong rồi kêu con mang lên cho mẹ đó. Kiều? Dạ đúng rồi, Kiều mà mẹ gặp hôm khai trương quán Bách Sành á. Hai đứa con quen nhau mà giấu mẹ hả ta? Dạ thôi mẹ ăn cơm đi. Mẹ cảm ơn hai đứa con nha. Dạ. Con nhớ ăn đúng giờ, giữ sức khỏe nha con. Kiều. Đó, mẹ thấy hấp dẫn chưa? Thôi, mẹ nghỉ ngơi xong ăn cơm nha. Nhớ ăn hết á. Con tiện nên ghé qua thăm mẹ chút thôi. Giờ con đi tiếp nha. Cảm ơn con. Dạ. Thương mẹ. Con đi nha. Chỉ con kiếm tới mua hộp này nữa. Chú cứ để hộp cơm đó ở đó đi. Nè, chú ăn giùm tôi hộp cơm này. Hồi nãy thằng Hùng nó mang hộp cơm đến, nó nói là bạn gái nó nấu cho tôi, nhưng mà tôi ăn không được. Chú ăn giùm tôi nghe. Trời ơi, cái thằng này, mẹ của mình dị ứng với đậu phộng mà cũng không biết. Đúng là thiệt là tình. Thôi vậy tôi ăn cái này ha. Chẳng tiếc gì cứ ước mơ thôi, gặp gành qua biết bao thăng trầm thì tôi vẫn mong được sống thêm một lần. Mình sẽ viết lên một trang sách mới, cứ bước đi rồi mai sẽ tới. Gần ngay trước mắt mà xa tít chân trời, bước chung một đoạn đường rồi mai chia lối. Sẽ viết lên một trang sách mới, cứ bước đi rồi mai sẽ tới. Dẫu có những lúc khờ dại đã mê chưa thành hình hài, chân chân ra đi đến chẳng quan trọng bằng những bước chân trên con đường.